nay là tới giờ ăn của bông bụp rồi, và đồ ăn của bông bụp hôm nay cũng khá đặc biệt, nghĩa là có một cây thịt riêng rồi, và có cả pate. Pate này được một người chị ở bên Úc gửi cho bông bụp, mà gửi qua người bạn thôi, tại vì bạn qua đây chụp hình nó xong gửi chung luôn. Bây giờ kêu tụi nó qua lấy ngay nha, bụp đi lấy lại, đi lên. Dạo này lấy đồ tốt lắm, kêu cái gì lấy cái đó. Đem ra đây nhanh lên. Trước mắt là mình sẽ cắt cái này nha. Nhanh lên, bụp đâu. Đâu đem đâu đây nha em. Bụp. Mày bị thả đó. Đó. Mình sẽ cắt một phần riêng cho bơ. Bơ nó cũng ăn cái này nè. Nhỏ ra chưa, không ai được ăn nữa chưa, đập cái đầu hết trước trước đây, cái bụp nó mang đi thả đó. Đây là pate đó. Pate này là pate ốc bơ không nghe chưa, trời ơi bơ không chết bây giờ, thấy mọi người không, nghe la không hay là chạy mất tiêu luôn, chạy mất dép luôn. My dog classic lock with rub bit bit gì đó. Nói chung là tiếng Anh mình cũng giỏi lắm chứ, đọc trôi chảy lắm chứ, mà nó sai thôi. Đây, đây là pate đến từ nước Úc nha. Chị này cũng chu đáo lắm, gửi mấy hộp luôn, 5 hộp hết, 5-6 hộp gì á. Hôm qua ăn hết hộp cái gì rồi. Rồi, cho bơ miếng nha, thật ra bơ cũng biết ăn mấy cái này. Nói chung là chó mèo đều ăn chung được mà không sao đâu. Cho nó xíu thôi, xíu đi. Rồi, của bông bụp là người một nửa lon nha. Nói chung là của bông bụp sẽ người nửa lon. Bông ở đây coi. Bông đâu? Đi dòng lên đây. Lên luôn, bông. Bụp đâu? Bụp ở đây, ngồi xuống. Ngồi xuống. Bông đi lên luôn. Ngồi xuống. Ngồi yên. Phải bình dọn cái này nha. Cho nó gọn, bơ đâu? Bơ 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 không được kìa, chưa cho ăn chưa, đánh đây giùm mình. Bơ 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 ra đây bơ, nhanh lên nhanh lên nhanh lên, bơ 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 đây con, rồi bơ đây, rồi bơ ngồi xuống, bơ ngồi đó, ngồi xuống, bơ ngồi xuống, rồi bơ không, bơ không, ngồi yên. Nếu mà mình chỉ cần giơ tay lên nó sợ biếu chứ, ngồi yên đó. Cho bơ ăn trước nha, tại vì bơ thì nhỏ nhất nên là sẽ cho ăn trước. Tay đâu? Không, bơ không, bơ đây đó, không không phải là bơ, bơ nghe chưa, bơ tay đâu, bơ tay đâu, đưa tay mà ngại ngùng nữa. Còn nó né né kìa. Đây này ngồi. Ngồi yên đó. Bơ bơ bơ. Ở đây bơ. Bơ. Ăn. Đấy. Đây là pate chó nhưng mà nó ăn được. Vẫn ăn được. Đấy. Ngon lành luôn. Nó chọn pate trước khi ăn thịt nha. Đợi bơ ăn hết thì mới tới lượt bông bụp, nghe chưa, đói rung mồm cho người, trời tội nghiệp quá, ôi ôi tội nghiệp quá, có đồ ăn trước mặt mà không được ăn tội nghiệp quá, ôi chảy cục cục kìa, ôi tội nghiệp quá, nhìn mặt nó như muốn khóc tới nơi vậy mọi người biết không, nhìn rưng của tội nghiệp quá, tội nghiệp quá. Ngày nào cũng ăn này, bông ở đây coi, bông ở đây, ngồi xuống lên nè, bụp lên nè, bụp xuống, bông xuống, ok bụp ăn đi. Đấy, tụi nó cũng khôn lắm, lựa chọn ăn pate trước khi là ăn đồ ăn gọi là thịt xay nha, ăn pate trước đó. Đây là hình ảnh của bơ, đây bình dung xa ra cho ba đứa nó ăn nữa ha, đó
Vừa mới dùng xài đâu con bơ chạy đi mất tiêu rồi. Giữ yên nó cho. Bụp nó nhanh lắm. Bơ đâu? Hôm nay trời đẹp, nắng nó đẹp chứ. Bơ bơ bơ. Bơ bơ bơ. Đó. Ăn đi bơ. Tụi nó sẽ không bao giờ giành đồ ăn của nhau nha. Mỗi con có một khẩu phần riêng nha. Của ai người đó ăn thôi chứ không ăn chung nhau được đó. Nhìn bông cạp thấy thương. Mọi người nói là bình không cắt nhỏ ra. Thật ra thì cái này nó cũng mềm mà mọi người. Nó ủ lạnh. Để ngăn mát là từ đêm tới sáng rồi. Ăn đi. Bình thường là con bông nó sẽ tha ra ngoài ăn. Nhưng mà nó cạp phải không? Nó cạp những cái mềm mềm ra ngoài trước, nó sẽ ăn trước. Để không hơi rớt bây giờ.